Chị xin chào những người đang theo dõi video khóa học CMO, tức là giám đốc marketing toàn diện của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Video bài học này thì tôi sẽ nói về quy trình mua hàng nói chung và quy trình mua hàng của khách hàng khi mua trực tuyến nói riêng. Thì trong marketing thì các bạn học, đọc sách, nghiên cứu, tìm trên mạng thì sẽ thấy nó có cái quy trình mua hàng. Tiếng Anh người ta gọi là buying process. Đây là cái phần rất là quan trọng và cơ bản của các marketer. Thông thường thì một cái quy trình mua hàng nó sẽ gồm, có thể là gồm thường thường khoảng 4 đến 5 bước, thường 4 đến 5 bước. Thí dụ như là bước đầu là bước nhận thức về nhu cầu, bước thứ hai là bước tìm kiếm, bước thứ ba là bước dùng thử, bước thứ bốn là bước mua hàng, bước thứ năm là đánh giá sau mua. Đấy. Các bạn search cái từ khóa là buying process, buying process, ok. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có khá nhiều các mô hình rồi các bước. Đấy. Đây. Rồi. Need recognition, tức là nhận biết về nhu cầu. Product specification, tức là mình nghiên cứu, mình đánh giá, mình tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm. Supplier search, tức là nghiên cứu về nhà cung cấp, người bán ấy, đúng không? Phân tích, lựa chọn, đặt hàng và đánh giá. Đây cũng là một cái sơ đồ. Có những cái sơ đồ khác thì nó lại cũng sẽ khác một chút. Đó. Cũng là problem recognition, tức là nhận biết về vấn đề. Information search, tức là tìm kiếm thông tin. Cái này là đánh giá các cái lựa chọn, đúng không? Evaluation, đánh giá các lựa chọn. Purchase decision, tức là đưa ra quyết định mua. Đấy, và mua. Sau đó là post purchase evaluation, tức là đánh giá sau mua. Đấy, thì cũng là 6 bước. Đấy, chỗ thì 4, chỗ thì 5, chỗ thì 6 nha. Thế thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cái sơ đồ 8 bước của học giả Nguyễn Phan Anh, chính là tôi, viết trong cuốn sách Marketing Online 4.0. Đây, cuốn sách này cũng giới thiệu với các bạn luôn. Tôi cũng viết được một số cái tựa sách bán chạy trên thị trường. Ví dụ sách của Facebook Marketing, sách của Content Marketing, sách về Online Marketing, sách về Facebook, rồi thì sách về trải nghiệm khách hàng, vân vân. À, những cuốn sách thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu, đọc thêm. Sách là cái người bạn tốt và giá rẻ dành cho mọi người. Mục tiêu của tôi thì cũng không phải để bán sách. Mục tiêu của tôi là giới thiệu cho các bạn một cái tài liệu quan trọng và tốt cho các bạn là những người làm kinh doanh và marketing. Tôi đưa ra mô hình 8 bước để nó kỹ lưỡng và chi tiết hóa hơn, chứ không có nghĩa là mô hình của tôi tốt hơn mô hình của người khác đưa ra. Ok. Đầu tiên là bước số 1 là bước nhận thức về nhu cầu, nhận thức vấn đề, đúng không ạ? Thứ hai là tìm kiếm. Đấy. Thứ ba là so sánh, thứ tư là lựa chọn, thứ năm là mua hàng và thứ sáu là kinh nghiệm. Thứ bảy là duy trì và trung thành và thứ tám là truyền miệng hoặc là đi nói tốt ở trên mạng, đúng không? Truyền miệng bây giờ nó gọi là e-worm, tức là truyền miệng trực tuyến. Trước đây nó là worm thôi, bây giờ nó là e-worm. Word of mouth. Thế đầu tiên ấy, thì nhận thức ở đây là chúng ta nhận biết cái vấn đề, nhận thức là cái nhu cầu của chúng ta cần gì, đói thì cần ăn, lạnh thì cần mua quần áo, đúng không ạ? Rồi thì bị bệnh thì cần phải mua thuốc, cần phải đi khám sức khỏe. Đấy, cần quay video thì sẽ phải mua cái bộ cài video như thế này. Đấy, cần kiến thức về marketing thì phải mua khóa học CMO của thầy Phan Anh, mua sách Marketing Online của thầy Phan Anh, mua các khóa về Facebook Marketing của thầy Phan Anh, vân vân kiểu thế. Thì có một cái vấn đề là thị trường đang có quá nhiều sản phẩm và dịch vụ, đúng không? Có quá nhiều nhãn hàng trên các cái dãy kệ mà chúng ta đi siêu thị, cho nên là khiến khách hàng không thể nhớ được, không thể biết được, cũng rất là hoang mang, cũng rất là khó để định giá, khó đánh giá là cái nào tốt, cái nào kém, đúng không? Thì cái bước đầu tiên là nhận thức, là cho khách hàng biết đến trên thị trường là có cái sản phẩm và dịch vụ này, có cái thương hiệu này đã. Đó. Tức là có một cái sự liên kết giữa việc là nhu cầu với lại cái thương hiệu. Sau đó thì họ sẽ tìm kiếm. Họ có thể tìm trên Google, trên YouTube, trên Facebook Marketplace chẳng hạn, hay là Facebook Grab tìm kiếm,
ở trên TikTok, rồi thì họ có thể nhìn thấy ở đâu đó ở trên các mạng xã hội, trên các cái công cụ quảng cáo, thì họ sẽ tìm hiểu thêm các thông tin về thương hiệu, về sản phẩm, về dịch vụ, về giá bán, về nhà cung cấp, về người bán hàng, về các chính sách bảo hành bảo trì. Thế thì cái lúc này thì chúng ta sẽ rất là quan trọng cái phần về content marketing. Khi mà người ta tìm thì người ta phải đọc được bài viết, đọc được thông tin tốt, tích cực và có khả năng thuyết phục khách hàng, đúng không ạ? Vâng. Rồi, họ cũng có thể tìm kiếm các cái thông tin tương tự như vậy đến từ các cái thương hiệu của đối thủ. Đấy, của đối thủ. Thế cho nên là lúc này nếu mà cái thương hiệu, cái bài viết của chúng ta không tốt, cái thương hiệu của chúng ta không mạnh, cái mức độ uy tín của chúng ta còn yếu, thế thì chúng ta sẽ bị, có thể là bị mất khách hàng vào tay đối thủ. Và sau đó thì họ sẽ so sánh, họ sẽ suy nghĩ ngay trong đầu của họ. Ví dụ như cái này đắt, cái kia rẻ, đúng không ạ? Họ so sánh về giá cả, họ so sánh về chi phí, họ so sánh về thương hiệu, họ so sánh về các quyền lợi họ đạt được, vân vân. Đó. Bước số 4 là họ sẽ lựa chọn. Họ sẽ lựa chọn, cân nhắc xem là mua cái gì, mua phiên bản nào, mua thời điểm nào, mua bằng hình thức nào, mua trực tuyến hay mua offline, rồi thì mua trả thẳng hay mua trả góp, mua phiên bản 14 hay là 14 Pro Max, mua màu gì. Họ sẽ cân nhắc rất kỹ. Mục tiêu của họ là để tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng. Nhớ nhé, người mua thì tối đa hóa lợi ích của người mua. Người bán thì chúng ta phải thuyết phục khách hàng rằng là cái số tiền mà họ bỏ ra là cái số tiền cần thiết, đúng không ạ? Cái số tiền cần thiết cho cái việc là mua hàng, đúng không ạ? Vâng, hoàn toàn là cần thiết cho việc mua hàng. Sau này thì bước tiếp theo là bước mua hàng. Họ sẽ trực tiếp mua hàng, có thể mua tại cửa hàng hoặc là mua trên mạng. Họ có thể đến lấy hoặc là họ sẽ nhận giao hàng. Và quá trình mua này thì cũng có thể có rất nhiều những cái điểm tiếp xúc. Sau này chúng ta sẽ nói về trải nghiệm khách hàng, thì cái quy trình mua như này thì nó cũng sẽ có những cái điểm tiếp xúc và tạo ra cái trải nghiệm khách hàng. Và trong quá trình mua thì chúng ta cũng sẽ phải tạo cho khách hàng hết sức những cái sự thuận lợi để họ mua hàng và họ cảm thấy vui vẻ. Sau đó thì họ sẽ dùng sản phẩm, họ đánh giá sản phẩm và họ tạo ra trải nghiệm, họ có kinh nghiệm. Và nếu như họ thấy là hài lòng hoặc là thỏa mãn hoặc là vượt xa sự kỳ vọng, đấy, thì họ sẽ thích sản phẩm đó và họ sẽ có nhu cầu sẽ sử dụng tiếp, đúng không ạ? Vâng. Thế thì họ sẽ hình thành nên cái hình thức là tái mua. Và nếu như mình chăm sóc hàng tốt nữa thì họ sẽ tiếp tục mua và họ duy trì và họ trung thành. Hãy nhớ rằng là khách hàng không trung thành với thương hiệu mà họ trung thành với lợi ích của chính họ, họ trung thành với trải nghiệm của chính họ. Thế nên là sản phẩm và dịch vụ của mình mà đem lại lợi ích cho họ thì họ sẽ trung thành, còn không thì rất là khó. Đấy. Và cuối cùng thì họ sẽ đi nói với người khác. Và trong thời đại kỹ thuật số như bây giờ, mạng xã hội bùng nổ, thì họ sẽ đi đe nói với người khác rằng là cái thương hiệu này tốt, cái dịch vụ này tốt, nên mua, nên sử dụng. Họ đưa ra những ý kiến đánh giá với vai trò họ là một người đã sử dụng sản phẩm, họ là một cố vấn, họ là một người gác cổng. Bởi vì trong quá trình mua ấy, thì các bạn biết rồi đấy, có rất nhiều người ảnh hưởng đến cái quyết định của người mua trực tiếp. Thí dụ như là vợ chồng, con cái, thí dụ như là người được thụ hưởng, đấy, thì rồi đến người gác cổng, người thụ hưởng, rồi thì những cái thông tin ở trên mạng họ thu thập được, đúng không? Rồi, thì đấy là cái quy trình mua 8 bước là chúng ta cũng nên biết để thì chúng ta sẽ xây dựng các cái chính sách cũng như là các công cụ cũng như là các cái chiến lược truyền thông marketing để mà đáp ứng yêu cầu cho từng bước. Và đáp ứng yêu cầu cho từng bước. Ví dụ nhận thức thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sử dụng content gì? Tìm kiếm chúng ta sẽ dùng công cụ gì? Dùng content gì? So sánh thì chúng ta sẽ sử dụng các bảng ma trận để chúng ta so sánh để thể hiện rằng chúng ta hơn đối thủ. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải so sánh một cách khéo léo, bởi vì luật quảng cáo sẽ không cho phép chúng ta so sánh trực tiếp. Đấy, dìm đối thủ xuống là vi phạm vào luật đấy ạ. Rồi nó còn phạt cho đấy ạ. Vâng. Đấy. Rồi thì so sánh giữa các phiên bản với nhau của chính mình, so sánh các lựa chọn để điều hướng khách hàng mua cái gì. Sau đó để giúp khách hàng ra quyết định mua
và phục vụ của quá trình trước mua thật là thuận tiện cho khách hàng. Đấy, giao hàng, thanh toán, rồi giảm giá, rồi thanh toán sau mua, rồi thì sử dụng các cái hình thức là quẹt thẻ chuyển khoản, rồi thì ship code, vân vân, rồi thì thanh toán sau khi mà mua hàng thì có thể sử dụng trả góp, vân vân. Sau đó bắt đầu mới hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm để tạo nên kinh nghiệm và trải nghiệm đó. Rồi tiếp tục nữa, các cái vấn đề liên quan đến sự chăm sóc khách hàng sau bán để duy trì lòng trung thành và làm tốt khuyến khích khách hàng truyền miệng thông tin trên mạng hiện nay thì có lợi cho thương hiệu của chúng ta, và những người làm marketing như vậy là rất là khôn ngoan và rất là tuyệt vời. Thì đấy là cái ý nghĩa của tôi mà khi xây dựng cái quy trình 8 bước này, và trong từng bước thì tôi cũng nói rõ cho các bạn các cái công cụ và các cách thức để tiếp cận khách hàng. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.